Mỗi một địa điểm du lịch đều sẽ có những đặc trưng khác nhau, vì vậy mà bạn cần có những bộ trang phục sao cho thật phù hợp. Hãy cùng với một kỹ năng cuộc sống ngày hôm nay điểm qua những bộ trang phục cần có trong vali để chúng ta có được một kỳ du lịch thật trọn vẹn nhé. Khi chúng ta đến với những địa điểm tham quan mới lạ, chắc chắn là bạn sẽ chưa am tường về văn hóa ở nơi đó, nên dễ phạm phải sai lầm trong việc chọn lựa trang phục. Chính vì vậy mà chương trình xin được lưu ý địa điểm đầu tiên mà chúng ta cần phải đặc biệt chuẩn bị trang phục thật chu đáo, đó là chúng ta sẽ đến tham quan những đền đài tâm linh. Một số những bộ trang phục phản cảm mà các bạn trẻ mặc đến chùa chiền miếu tự trong thời gian vừa qua đã đón nhận rất nhiều lời phê bình từ dư luận, mặc dù thông báo về nguyên tắc chọn trang phục đã được nhắc nhở ngay trước những địa điểm tâm linh. Ở một số quốc gia, nếu trang phục không phù hợp, bạn có thể được mời ra khỏi khu vực tham quan tâm linh. Vì vậy mà chọn lựa trang phục khi đến với những địa điểm tâm linh rất quan trọng. Chúng ta sẽ đến với những gợi ý của chương trình nhé. Bạn có thể chọn cho mình những chiếc áo sơ mi hoặc áo thun có tay, chất liệu dày dặn, không lộ nội y, cổ áo cao, không hở ngực. Không nên chọn những chiếc quần áo quá ôm sát, tạo sự chú ý cho những người xung quanh. Nữ giới có thể chọn quần hoặc váy đều được, quan trọng là không bó sát, chất liệu dày dặn, quần tới mắt cá, váy qua gối. Nên chọn váy chữ A nếu có ý định quỳ chiêm bái, váy xẻ trước hoặc sau đều không phù hợp. Nam giới tránh mặc quần sọt, sắc màu trang phục nên nhã nhặn. Hãy kết hợp những bộ trang phục mà chương trình vừa gợi ý cùng với những đôi giày không gây ra tiếng vang khi chúng ta di chuyển. Với nữ có thể chọn những đôi giày mút B, với nam chúng ta có thể chọn những đôi giày vừa chân và phần đế không quá cứng. Đặc biệt, chúng ta không nên chọn những đôi dép lê sẽ tạo ra những hình ảnh không đẹp khi đến với những nơi tâm linh. Nếu như địa điểm mà bạn chuẩn bị dừng chân lại là một bãi biển tuyệt đẹp, thì lúc này trang phục chúng ta có thể chọn thoải mái một chút và có thể điệu đà xinh xắn một chút nữa. Biển thì bikini là bộ trang phục mà chị em nghĩ đến đầu tiên, nhưng không phải ai cũng sẽ mặc nó bởi vì nhiều lo lắng. Vóc dáng không phù hợp, nắng biển sạm da, ngại ngùng. Vậy sao bạn không chọn những bộ bikini phù hợp với vóc dáng của mình? Sau đây là gợi ý của chương trình. Với thân hình mũm mĩm, bạn nên chọn áo có màu tối ít hở hoặc đắp vải tối màu nơi eo. Với vòng một hơi khiêm tốn, hãy chọn vải sáng ở ngực hoặc bèo nhún. Với vòng 3 không như ý, hãy chọn chiếc váy xòe hoặc nhún để che đi khuyết điểm. Khi đã chọn được kiểu áo tắm phù hợp, bạn sẽ cần thêm sự hỗ trợ đắc lực từ một chiếc khăn to. Hãy chọn chất liệu dày vừa, bạn có thể dùng trong nhiều mục đích khác nhau. Làm khăn giữ ấm, làm khăn quấn che trang phục đã bị ướt, làm váy dạo biển. Khi đi biển thường là chúng ta sẽ chọn thời tiết vào những ngày nắng ấm, do đó trang phục mà bạn mang theo có thể chọn những loại trang phục mỏng, mềm mại, nhẹ nhàng, có thể là áo thun nè, kết hợp với lại quần sọt, đa phần những chất liệu nên là thấm hút mồ hôi để bạn dễ dàng di chuyển và có đổ mồ hôi thì cũng không cảm thấy nóng bức và khó chịu. Kết hợp cùng với bộ trang phục này sẽ là một đôi giày mút B hoặc là dép xỏ ngón, vậy là chúng ta có thể thoải mái tung tăng dạo biển xanh rồi. Biển với những bộ trang phục nhiều màu sắc và bắt mắt, leo núi chúng ta lại cần những bộ trang phục đơn giản, gọn gàng và năng động, quan trọng là thấm hút mồ hôi để chúng ta dễ dàng có thể chinh phục được những thử thách của tự nhiên. Nên chọn quần áo có chất liệu thấm hút. Để những đôi dép kẹp, dây bệt, dép nhựa ở nhà vì chúng có khả năng làm chân bạn phồng rộp. Thay vào đó là đôi giày thể thao êm ái vừa vặn, giúp dễ di chuyển và bảo vệ chân bạn thật tốt. Trang phục phù hợp sẽ giúp cho bạn thật thuận lợi và thoải mái khi đi tham quan du lịch. Và khi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì nào, bây giờ chúng ta lên đường thôi!